Mèo có bộ lông siêu mượt siêu đẹp nè, quá đẹp chưa, siêu siêu bóng mượt luôn. Anh ta đang nằm nghỉ trưa này. Đấy, quẩy đuôi ấy. Đấy. Chưa. Đó. Đang nằm nghỉ trưa. Bộ lông này rất độc lạ này. Ít khi có mèo mèo kiểu lông vậy, lông này mèo này mèo mèo mớp nữa, mớp mà la với con mèo vàng hay sao? Đây. Mèo này sống quang ở ngoài nè, sống quang ngoài nó ở trong xóm này, nó dạng. Đấy. Nằm nghỉ trưa quẩy đuôi nè. Dạng dạng kêu kêu đi luôn nè. Mèo 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 cho ăn cái bánh. Ô, nó ăn được vậy là nó đói lắm rồi, đói bụng rồi, nó đói bụng lắm rồi đó. Đấy. Ô cha, cho ăn bánh chiên giòn mà cũng ăn luôn nè. Đấy. Ăn kìa, bánh cá nè. Nè. Đây nè. Bên kia. Đói. Ăn luôn. Bình thường mấy con mèo ở đâu có ăn bánh nào đâu. Miêu miêu miêu. Nè. Đó. Ở quang ngoài rừng ấy. Ở quang ngoài rừng cho nên nó đói, bắt được cái gì ăn cái đó rồi. Lâu lâu ai có cơm thì cho một miếng ăn. Ồ, thấy bộ lông này độc lạ đẹp không, quá bóng mượt luôn á. Này mà nuôi ở trong nhà là đẹp tuyệt vời luôn á. Đây nè, đây nè, đây nè, nè. Dưới đất nè, dưới đất nè. Đó. Đó. Thiếu ăn mà còn đẹp gì nữa. Này có chủ nuôi đàng hoàng là bóng mượt ú luôn á. Con này đi qua nó cũng mập á. Giống bờ bự. Đuôi rồi này kia nọ dài đẹp quá trời đẹp nè. Đấy. Ừ. Nó lại ăn luôn. Chưa. Mèo màu lông này hiếm luôn. Đỡ đói. Tối ráng bắt chuột ăn thêm.